chấn động, sự thật tuyệt vời chưa từng có. Tuổi Bính Ngọ 1966, hốt chọn lộc trời, tiền vàng ùn ùn kéo về, đổi đời giàu như vũ bão 6 tháng cuối năm 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Vâng, thưa tín chủ tuổi Bính Ngọ hữu duyên thân mến, người xưa có nói khổ trước sướng sau thế mới giàu. Thế nhưng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 chính là bản mệnh thể hiện rõ ràng và điển hình nhất cho việc khổ trước sướng sau này. Nhưng muộn phiền ở chỗ là cái sự sướng sau đó khá là hư vô và mờ mịt. Và không thì chắc chắn 100%, còn cái sự khổ trước đó là cái mà bản mệnh tuổi Bính Ngọ dễ dàng chứng thực nó trong suốt những năm tháng thanh xuân đến tận thời điểm hiện giờ. Đường đời của người tuổi Bính Ngọ không hề dễ dàng như các bản mệnh khác. Đây là đường đời của việc nhiều thử thách, của sự lắm gian truân, của nhiều thăng trầm, mỏi mệt, của những lúc tưởng thành công rồi lại thất bại thảm thương, tưởng ổn thỏa rồi lại trắng tay, tưởng tri kỷ tâm giao, đầu tư tiền tình rồi lại hóa kẻ phụ bạc, mặc kệ công lao. Đây là bản mệnh mà lúc trên đỉnh vinh quang thì ngắn chẳng tày gang, mà khi vất vả ngược xuôi thì lại dài đằng đẵng. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm 2024 tới đây, giới tử vi hé lộ rằng những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nếu hữu duyên biết được điều này sẽ may mắn như thỏi nam châm hút tiền, cực kỳ phát tài, phát lộc, vạn sự thăng hoa, cuộc sống nhàn nhã, con cháu ba đời tiêu không hết. Vậy may mắn đó là gì? Thì trong video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về vận trình tử vi chi tiết 6 tháng cuối năm của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi gồm ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này, để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Và không để quý cô bác đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Xin mời quý cô bác hãy cùng chú ý theo dõi để nắm bắt thời vận của mình nhé. Có duyên biết mệnh, tuổi Bính Ngọ 1966 hốt chọn lộc trời, tiền vàng ùn ùn kéo về, đổi đời giàu như vũ bão 6 tháng cuối năm. Trước khi đi vào nội dung chi tiết về vận trình của bản mệnh trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua đôi chút về người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bính Ngọ 1966, địa chi hành lộ chi mã, ngựa chạy trên đường, mệnh thiên hà thủy, nước sông thiên hà. Cung mệnh nam 1966, nam cung đoài kim, tây tứ mệnh. Cung mệnh nữ 1966, nữ cung cấn thổ, tây tứ mệnh. Màu tương hợp, trắng, đen. Màu tương khắc, vàng. Phật ban phúc, Tỳ Sa Môn Bồ Tát, Phật ban trí, Văn Thù Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Dược Sư Như Lai, Phật bảo hộ, Đại Thế Chí Bồ Tát. Hướng hợp nam 1966, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây. Hướng hợp nữ 1966, Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc. Con số hợp mệnh 4, 6, 7, 1. Con số khắc mệnh 8, 2, 5. Năng lượng hỏa kép, Ngọ cũng thuộc hành hỏa, nhân đôi tất cả những đặc tính tốt và xấu của người tuổi Ngọ. Người tuổi Bính Ngọ thường cực kỳ may mắn hoặc hết sức không may, là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết. Bính Ngọ cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần, họ rất thông minh và tự tin, có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo. Khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ, ngựa lửa được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý. Trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt rất nhiều công việc. Bính Ngọ rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lặp đi lặp lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả từ cấp trên, cuộc sống của Bính Ngọ không ổn định, họ thường nay đây mai đó. Để đạt được thay đổi, họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh ý chí tuyệt đối, tính cách độc đoán khiến họ có thể thành công lớn hoặc thất bại thảm hại. Sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, Bính Ngọ được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với bạn đời đã chọn. Biết cách quản lý tiền bạc, Bính Ngọ khá may mắn về tài chính. Người tuổi Bính Ngọ mệnh thủy là người luôn nỗ lực hết mình trong công việc, có ước mơ và có kế hoạch thực hiện rõ ràng. Họ là người tham công tiếc việc và luôn lo sợ bản thân mình sẽ không thành công, nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Họ là những người rất thông minh, cầu tiến. Tuổi Bính Ngọ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Bởi vậy, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Bính Ngọ mệnh thủy có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức, quản lý công việc. Chính vì vậy, đa số người tuổi Bính họ thường rất giàu có,
công thành danh toại, làm rạng danh tổ tông là niềm tự hào của dòng tộc. Xem tử vi 2024 Bính Ngọ theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp, bình hòa, ít chịu tác động xấu từ ngoại cảnh, chủ động lo liệu công việc đâu ra đó. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn, bình hòa, vận khí bình ổn, công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt, tài lộc duy trì ổn định, có khoản tích lũy tốt, gia đạo hay sức khỏe ở mức hài hòa, không có quá nhiều bất lợi. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, có tránh lúc đau yếu, suy nhược cơ thể, các bệnh liên quan tuổi già, gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, xung đột nhưng không quá nghiêm trọng, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành, tuổi Bính Ngọ nam mạng sinh năm 1966 sẽ đón một năm bình ổn, ít biến động, hầu như không còn biến cố nào quá lớn. Đương số chủ động lo liệu mọi việc, công việc tiến triển bình ổn, tiền bạc tiến vào giai đoạn tích lũy, có của ăn của để, sức khỏe duy trì tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng ốm đau vặt khó tránh, gia đạo khá hài hòa, trên dưới tôn trọng lẫn nhau, có xung đột đấy nhưng cũng nhanh hóa giải thôi. Người tuổi Bính Ngọ hay đi trước những người khác một bước, trong năm Giáp Thìn nên phát huy ưu điểm đó. Người tuổi Bính Ngọ vốn yêu cầu quá cao, tính tình có lúc còn cổ quái, khiến bạn bè khó tiếp nhận, cho nên năm Giáp Thìn là năm họ có nhiều phiền phức. Năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi Bính Ngọ nên nắm lấy những cơ hội củng cố bản thân, nên là người chủ động mà không phải là người chủ thủ. Người ta thường nói thành công thường dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cho nên năm Giáp Thìn, người tuổi Bính Ngọ cần dũng cảm để giành lấy thiên thời, địa lợi, sống sảng khoái, vui vẻ thì sẽ có thu hoạch. Vì năm Giáp Thìn người tuổi Ngọ, Bính Ngọ có 4 sao cát chiếu mệnh, chủ về phúc, lộc, thọ. Sự tăng cường lực lượng cát thần sao chủ về cuộc sống tình cảm, khiến người tuổi Bính Ngọ thêm vận đào hoa. Năm Giáp Thìn, người tuổi Bính Ngọ luôn có nhiều niềm vui, vạn sự thành ứng nghiệm một chữ thuận. Nhưng năm Giáp Thìn người tuổi Bính Ngọ gặp nhiều chuyện thị phi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ nhất thiết không được có những hành vi phi pháp, vì có thể bị vướng vào pháp luật hoặc ảnh hưởng tính mạng. Họ cần phát triển một cách quang minh chính đại để chuyển hung thành cát. Về phương diện tài vận và sự nghiệp, tháng cao trào về tài vận của người tuổi Ngọ trong năm Giáp Thìn là tháng 6, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Người sinh năm 1966 có thiên ấn quý nhân phù trợ, cho nên tất có niềm vui trong sự nghiệp, có quý nhân phù trợ đại lợi ở bốn phương. Đại lợi khi đầu tư, nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này chắc chắn sẽ thay mệnh đổi vận, giàu sang nứt két trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán sẽ là thời gian tuyệt vời, có sự tiến triển tốt đẹp trên tất cả các phương diện cuộc sống như sự nghiệp, công danh, tình yêu, gia đình và các hoạt động xã hội. Người tuổi Bính Ngọ có thể thu về lợi nhuận tốt từ các khoản đầu tư tài chính. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Bính Ngọ vào nửa năm 2024 có thể tiến bộ tuyệt vời mà không gặp phải bất kỳ rào cản đáng kể nào. Tuổi Bính Ngọ có thể mong đợi những vận may đến bất ngờ, trong gia đạo liên tục đón nhận nhiều tin vui. 6 tháng cuối năm nay, cuộc sống gia đình của tuổi Bính Ngọ rất hòa thuận, sẽ có những cuộc gặp gỡ vui vẻ và những lễ kỷ niệm. Tuổi Bính Ngọ có nhiều dịp để đi du lịch, giải trí trong nửa cuối năm 2024, một khoảng thời gian đầy hứa hẹn để tận hưởng cuộc sống cùng các thành viên trong gia đình. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, sang năm con rồng, tuổi Bính Ngọ nam mạng gặp vận niên, thố lộng nguyệt, tức là thỏ dẫn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Tử vi năm 2024 kêu gọi người tuổi Bính Ngọ hãy tận dụng mọi cơ hội đến với cuộc đời của mình, luôn tiếp cận cuộc sống bằng thái độ tích cực và sẵn sàng hành động. May mắn sẽ đứng về phía bạn, liên quan đến vấn đề tiền bạc vượng và sức khỏe tốt, bạn sẽ tìm được cách kiếm tiền mới thay vì chỉ dựa vào thu nhập có được từ sự nghiệp của mình. Trong năm nay, bạn sẽ làm nhiều việc tốt cho những người khác, lan tỏa lòng tốt ở mọi nơi. Giúp đỡ người khó khăn là cách bạn chia sẻ phước báu của mình cho người khác và qua đó theo luật nhân quả, bạn sẽ nhận được nguồn phước báu dồi dào. Về sự nghiệp, công danh, xem tử vi năm 2024 cho thấy sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ sẽ có bước chuyển biến tốt hơn trong 6 tháng cuối năm nay. Bạn có thể gặp một số thử thách vào đầu năm,
nhưng bạn vẫn bình tĩnh và nỗ lực kiên trì thực hiện công việc bằng trách nhiệm và sự nhiệt tình, chăm chỉ, gặt hái được thành tựu xứng đáng. Sự nghiệp cuối năm 2024 này có phần phát triển, giúp tuổi Bính Ngọ có thêm tiền tài và địa vị. Nếu biết nắm bắt thời cơ và tự tin vào bản thân, bạn sẽ thăng tiến nhanh và có sự nghiệp vững chắc. Đối với những người làm ăn và kinh doanh, tháng 6, tháng 8, tháng 12 âm lịch chính là những tháng vàng để mở rộng quy mô làm ăn hoặc đầu tư. Phần lớn người tuổi Bính Ngọ là những người nói ít, làm nhiều. Vì vậy, khi gặp vấn đề hay khó khăn, bạn đều có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Bạn cũng có khả năng kiểm soát bản thân để giữ được các mối quan hệ trong xã hội của mình. Dự đoán nghề nghiệp năm 2024 nhận định, người tuổi Bính Ngọ sẽ phát triển mạnh khi theo đuổi đam mê của mình và nên quan tâm hơn đến sự nghiệp của người bạn đời trong nửa cuối năm nay. Hãy làm việc cùng với vợ, chồng của mình và bạn sẽ đạt được cảm giác hài lòng khi cùng họ hiện thực hóa ước mơ và mục tiêu chung của cả hai. Về tài lộc, tài chính của Bính Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ rất vượng, nên hãy tiết kiệm cho mình phòng khi cần thiết. Ngoài ra, bạn nên tìm những cách mới để liên tục tạo ra thu nhập và có một dòng tài chính ổn định. Năm 2024, người tuổi Bính Ngọ sẽ đạt được sự tự do và dồi dào về tài chính, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng vào bản thân. Tín chủ sẽ có 6 tháng cuối năm Giáp Thìn đầy tài lộc, tiền vào như nước. Quả thật như vậy, bạn sẽ kiếm được thu nhập đáng kể từ công việc hoặc các hoạt động kinh doanh. Bản mệnh của người tuổi Bính Ngọ sẽ được quý nhân phù hộ, nên có nhiều cơ hội trong sự nghiệp và hợp tác làm ăn. Đây sẽ là thời điểm tốt nhất để tuổi Bính Ngọ đầu tư vào các dự án kinh doanh mới. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính của mình, bạn có thể tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia. Tuy nhiên, người tuổi Bính Ngọ cần lưu ý trong việc kiểm soát, quản lý tài chính và chi tiêu để tránh phung phí và hao tốn tiền tài. Không nên ham lợi, lao đầu vào đầu tư mà không lường trước hậu quả. Điều này rất dễ dẫn tới sự nghiệp tiêu tan, dính vào pháp luật. Để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào năm 2024, người tuổi Bính Ngọ có thể xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt và lựa chọn hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy, hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Ngọ năm này sẽ là xanh lục, vàng và tím. Con số may mắn cho người tuổi Bính Ngọ năm Giáp Thìn 2024 là số 1, số 3 và số 9. Về tình cảm gia đình và các mối quan hệ, dự đoán tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Bính Ngọ cho thấy bạn sẽ tận hưởng một khoảng thời gian bình yên bên những người thân yêu. Mọi xung đột trước đây đã qua, cuộc sống của bạn thay đổi theo chiều hướng tốt hơn và ảnh hưởng tích cực lên các thành viên khác. Bạn nên cho những người thân yêu của mình thấy được bạn đánh giá cao sự đóng góp và hỗ trợ của họ trong cuộc sống của bạn. Hãy tin tưởng rằng gia đình luôn ủng hộ bạn, cho phép bạn sống một cuộc sống riêng vì hạnh phúc của chính bạn. Đồng thời, bạn hãy thực hiện trách nhiệm đối với họ một cách vui vẻ và nhiệt tình. Về sức khỏe, sức khỏe là điều mà ai cũng quan tâm khi xem tử vi, vận mệnh của mình. Sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ năm 2024 có liên quan mật thiết đến công việc. Khi công việc quá nhiều, bạn cần điều chỉnh lại sao cho phù hợp để tránh hao tổn sức khỏe. Vào 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi Bính Ngọ sẽ phải chăm sóc bản thân thật tốt và đặc biệt là sức khỏe tâm trí và tim mạch. Bạn nên giữ tâm thái bình tĩnh và tham gia các hoạt động có lợi cho thể chất của bạn. Dự đoán năm 2024 sẽ là thời kỳ sức khỏe của con cái rất tuyệt vời, giúp gia đình bạn tận hưởng được hạnh phúc và vui vẻ, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và kết hợp các bài tập vào thói quen hàng ngày của bạn. Bằng cách này bạn sẽ kiểm soát tốt sức khỏe của mình và gia đình. Bên cạnh đó, người tuổi Bính Ngọ cần chú ý khi tham gia giao thông trên đường để tránh các tai nạn bất ngờ. Đặc biệt đối với các ngành nghề liên quan đến xây dựng, hóa chất, cần chú ý an toàn trong quá trình làm việc. Tổng kết, những điều tuổi Bính Ngọ nên chú ý trong 6 tháng cuối năm 2024. Trong cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ trong nửa cuối năm 2024, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn, nhưng bạn cũng nên cẩn thận trước những thách thức sẽ đến. Hãy tiếp cận mọi việc với sự tự tin và trách nhiệm bên trong. Chính năng lực của bạn và sự hỗ trợ của quý nhân lúc cần thiết sẽ đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới. Trong mọi việc bạn làm, hãy tin vào bản thân và tiếp cận cuộc sống với thái độ lạc quan, tích cực. 6 tháng cuối năm 2024 mở ra rất nhiều cơ hội cho người tuổi Bính Ngọ, do đó bạn nên tận dụng chúng và vượt lên chính mình. Sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời mà bạn có thể làm được. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Bính Ngọ 1966 trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 tháng 6 âm lịch.
Tháng 6 là tháng mà bản mệnh sẽ đón được nhiều tin vui và nhiều điều tích cực cho cuộc sống. Sự thay đổi này làm cho người tuổi Ngọ có thêm nhiều năng lượng trong công việc, chẳng hạn như tiến hành hợp tác làm ăn, đi công tác nước ngoài hoặc được thăng quan tiến chức. Người tuổi Bính Ngọ có thể tin rằng Tam Hội sẽ đem đến cho bạn rất nhiều cơ hội sự nghiệp trong tháng 6 này. Hãy nhân thời cơ hiếm có này để nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó, gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Thời điểm này, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý, đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Lại thêm nguyệt lệnh trường sinh dẫn lối, bạn luôn có thái độ cởi mở khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, nhờ vậy mà bạn không còn bị bó hẹp trong những cái mình đã biết nữa. Tháng 6 hứa hẹn bạn sẽ tiếp thu thêm được nhiều kiến thức mới, giúp ích cho công việc không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Tình hình tài chính của người tuổi Bính Ngọ có những tiến triển khá tích cực trong tháng 6 âm lịch này. Tam hội đem lại nhiều tác động tích cực, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, nhanh chóng đem lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể. Thời điểm này, quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề khúc mắc, thậm chí giới thiệu cho bạn những mối làm ăn phù hợp với năng lực của mình, giúp bạn trở thành con giáp giàu có. Điều mà bạn cần làm ngay lúc này chính là nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ do dự kẻo bạn sẽ để lỡ cơ hội vào tay người khác đấy. Thái Dương Cát Tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh, bạn được giới thiệu cho nhiều đối tượng triển vọng, không chỉ giúp cho sự nghiệp phát triển mà còn có cơ hội gặp được người như ý. Người độc thân nên tranh thủ cơ hội này để giao lưu, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, cơ hội thoát ế sẽ không còn xa nữa. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 tháng 7 âm lịch. Những người tuổi Bính Ngọ vào tháng 7 năm Giáp Thìn 2024 tới sẽ có tốt, có xấu, tùy vào mệnh của mỗi người. Điều này cũng không phải là điểm xui, mà bản mệnh của bạn sẽ bình ổn, công việc vẫn không có sự thay đổi. Tuy nhiên, bạn cần chú ý ăn uống và thường xuyên vận động để tránh các bệnh ngoài ý muốn. Công việc của người tuổi Bính Ngọ trong tháng này có nhiều biến động khó lường, nhiều kế hoạch không đi đúng hướng, gây không ít áp lực cho bản mệnh. Nguyệt lệnh lâm đất tử khí vận trình của con giáp này tiềm ẩn nhiều hung họa, vận khí giảm sút, bản mệnh chớ nên chủ quan khinh suất vào thời điểm này, càng không thể lơ là, kẻo rất dễ gặp thất bại, dù thuận lợi cũng không được đắc ý kiêu ngạo kẻo bị đâm sau lưng. Thời điểm này rất cần những chú ngựa phải cố gắng giữ được sự trầm ổn, bình tĩnh và kiên nhẫn để luôn tỉnh táo trong mọi tình huống. Đừng làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích lại bỏ dở nửa chừng, kẻo được chẳng việc gì nên hồn. Cùng với những biến động trong công việc, tình hình tài chính của bạn cũng chưa thể ổn định như mong muốn. Thu nhập trong tháng phần lớn vẫn dựa vào nguồn thu chính, thứ tài không khả quan cho lắm. Dù vẫn có những thời điểm kiếm được không ít tiền, song tài khí khó tụ, kiếm được bao nhiêu rồi cũng tiêu hoặc có việc dùng đến lập tức, trong tháng chi nhiều hơn thu. Một vài giao dịch còn có thể bị trì hoãn khiến tiền khó đổ về túi, bản mệnh cũng chớ nên vì thế mà nóng vội kẻo sôi hỏng bỏng không, tiền vốn bỏ ra thất thoát không lấy lại được. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nếu có ý định tiến hành những giao dịch lớn sẽ không có lợi đối với tuổi Ngọ, tốt nhất nên hạn chế. Trường hợp buộc phải tiến hành bạn nên chọn ngày giờ hoàng đạo để thực hiện, rủi ro bớt đi, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tháng cô hồn bạn cũng nên hạn chế đi lại, mua sắm và đừng nhớ mua quần áo mới vào lúc này. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 tháng 8 âm lịch. Đối với tháng này, tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 sẽ gặp nhiều may mắn, cũng như cơ hội tốt. Nếu làm việc chăm chỉ thì tháng 8 năm 2024 tới, bạn sẽ có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là tháng lý tưởng để bạn đầu tư tài chính hoặc làm ăn kinh doanh. Nguyệt lệnh lâm quan là một trong những yếu tố giúp người tuổi Bính Ngọ gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp vào tháng 8 này. Bạn luôn chăm chỉ, nhiệt tình với công việc của mình, nhờ thế mà nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Thời điểm này, bản mệnh luôn sắp xếp được các kế hoạch công việc khoa học, biết rõ mình cần phải làm gì, phải làm như thế nào. Nên dù gặp khó khăn đi nữa bạn cũng không quá bối rối, thậm chí một vài vấn đề nảy sinh trong tháng này lại trở thành cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đồng thời, bạn luôn chú trọng việc học tập kiến thức mới và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Với bản lĩnh của mình, bạn không những thể hiện bản thân xuất sắc mà còn có thể dẫn dắt mọi người phát triển theo một hướng đi mới. Những gì bạn làm được trong khoảng thời gian này sẽ giúp bạn lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cơ hội thăng chức, tăng lương không còn xa, thậm chí bạn cũng có thể là người chủ động đề xuất quyền lợi cho bản thân, nhiều khả năng sẽ được cấp trên chấp thuận,
nhiều khả năng người tuổi Bính Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong tháng 8 này. Bạn luôn chăm chỉ, cố gắng hết sức mình, làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi, vì thế bạn gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Cấp trên chắc chắn rất quý trọng những nhân viên gương mẫu, nhiệt tình như bạn và muốn có hành động thực tế để cổ vũ tinh thần cho bạn. Với người làm ăn kinh doanh, bạn luôn giữ vững định hướng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, bạn cũng không lùi bước, bản mệnh biết mình phải làm gì và làm như thế nào nếu muốn gặt hái thành công. Bên cạnh đó, đội ngũ khách hàng thân thuộc cũng giúp bạn có một nguồn thu nhập ổn định, con giáp này có thể xem xét, đánh giá tình hình thực tế để mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng của mình, thậm chí thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn. Tiếc rằng, lĩnh vực tình cảm lại không có những dấu hiệu quá tích cực, ngũ hành tương khắc, khiến vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ hơn là chuyện trò, đừng để mối quan hệ đôi bên dần trở nên xa cách. Nếu vẫn còn quý trọng tình cảm này thì bạn hãy chủ động là người xuống nước, đôi khi chịu thiệt một chút nhưng để níu giữ hạnh phúc gia đình thì hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 tháng 9 âm lịch. Cũng như các tháng 6 và tháng 8, công việc của người tuổi Bính Ngọ tương đối ổn định. Trong tháng 9 này, bạn sẽ có được một số vốn lớn từ công việc của mình. Bạn cần học cách chi tiêu, tiêu sao cho hợp lý để sinh lời trong tương lai. Tuổi Ngọ bước sang tháng Giáp Tuất với vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn, cát lợi. Một khi đã hạ quyết tâm làm gì, bạn sẽ làm cho bằng được nhờ vào chính nỗ lực bản thân. Cộng thêm với đôi chút may mắn từ vận trình, đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc đã ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công rất cao. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng có đầu có cuối, sự nỗ lực được quy đổi bằng thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do. Bạn đều hài lòng với những gì đã đạt được, việc ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn trong tháng diễn ra khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, mang về cho bạn không ít lợi nhuận. Tình hình kinh doanh, buôn bán ngày càng khả quan, tháng này, doanh thu đạt được có thể bù cho cả 2, thậm chí 3 tháng trước, theo đó ngay từ đầu tháng, bạn cần lên kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt. Tháng 9 âm lịch, tuổi Bính Ngọ có tài tinh chiếu mệnh, vì thế mà tài khí khá vượng, hứa hẹn gặt hái thành công rực rỡ ở các hạng mục kinh doanh và đầu tư. Tháng này tuổi Bính Ngọ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nó mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi. Tiền bạc cứ gọi là rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ, có điều, tuổi Bính Ngọ vốn có lối chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi khi chính bạn đổi thay, học cách chi tiêu tiết kiệm, bạn sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Tình duyên phơi phới, tuổi Bính Ngọ tha hồ lựa chọn đối tượng phù hợp cho mình, đây cũng là dịp tốt để các cặp đôi làm lành, hóa giải mâu thuẫn trước đó. Sức khỏe tuổi Bính Ngọ bình ổn, ngoài yếu tố dinh dưỡng, bản mệnh nên chú trọng luyện tập thể thao, nhất là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp và mắt rất cao. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 cho thấy tháng 10 là một tháng có tốt, có xấu đối với những người sinh năm 1966, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ cần đề phòng bị hãm hại từ đồng nghiệp và bạn bè. Ngoài ra, tránh đầu tư vào những nơi không uy tín, để tránh tiền mất tật mang, cần tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra quyết định. Thiên hình là sao xấu xuất hiện trong tháng này, cảnh báo cho con giáp tuổi Bính Ngọ chớ nên vội vàng trong bất cứ quyết định nào, nhanh nhẹn là cần thiết. Nhưng việc đó cũng có mặt tiêu cực như sai nhiều, đôi khi bạn xem thường người chậm chạp hơn, khiến họ khó chịu, cho dù bản thân là người chủ động, xông xáo, nhưng không phải ai cũng như bạn. Hãy tôn trọng sự khác biệt này, người khác tuy chậm chạp nhưng họ làm đến đâu chắc chắn đến đó, ít sai sót. Ngũ hoàng nhập cung chính Tây, báo hiệu mệnh chủ trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại, hãy chuẩn bị tinh thần cho những tin đồn sai lệch, không phải để xử lý mà là để lờ chúng đi. Trước khi đưa ra quyết định lớn, đặc biệt là về sự nghiệp, bạn nên lùi lại quan sát kỹ lưỡng hơn. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch chỉ ra rằng, những người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc. Do đó, bản mệnh phải tiêu tốn một khoản kha khá cho việc đi lại, ăn uống, khảo sát thị trường, quan hệ đối tác. Ảnh hưởng của tiểu hao nên con giáp tuổi Bính Ngọ dù có nguồn thu đáng kể nhưng vẫn bị dò dỉ từng chút một vì những khoản chi nho nhỏ. Nhưng khá nhiều và dồn dập, có những người vay tiền với số tiền nhỏ nhưng nhiều lần bạn khó từ chối dù biết rằng họ vay sẽ không trả bao giờ. Tháng này bạn cũng nên kiểm soát lại các khoản tiền đã đầu tư trước đây xem có những khoản nào không hiệu quả.
Giải pháp tốt nhất lúc này là thay đổi. Nếu bạn đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời, đã đến lúc dừng cuộc chơi, một cơ hội tuyệt vời khác sẽ tới nếu bạn dám chấp nhận rủi ro. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là một tháng không may đối với bản mệnh của những người tuổi Bính Ngọ. Bạn không chỉ gặp nhiều trở ngại từ cấp trên mà có thể dính dáng tới pháp luật. Nếu không cẩn thận có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi gay gắt với người lãnh đạo của bạn. Do đó, bạn cần đưa ra phương đoán chính xác và giải quyết vấn đề một cách triệt để. Trong tháng 11 âm này, công việc của người tuổi Bính Ngọ gặp nhiều trục trặc do cục diện xung thái tuế ảnh hưởng. Đã vậy, bản mệnh lâm đất tử. Việc lớn hay nhỏ gì đều không suôn sẻ, bị tiểu nhân quấy phá, cảm giác làm gì cũng trục trặc, nhận phần bất lợi, thua thiệt về mình. Đây đã là thời điểm cận cuối năm, lẽ ra là lúc để bản mệnh gặt hái thành quả xứng đáng với công sức đã phấn đấu trong gần một năm qua. Ấy thế lẽ đời lại không chiều lòng người, tiểu nhân hoành hành, thay trắng thành đen, thị phi đầy rẫy, làm gì cũng bị ngăn cản, thì làm sao có cơ hội tiến thân. Việc mở rộng quan hệ xã giao đã khiến bạn tốn không ít tiền của và công sức, nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi khi vận khí đi xuống. Bản mệnh chỉ còn cách dựa vào chính nỗ lực bản thân, không trông mong sự may rủi được. Vì thế, lúc nào tuổi Bính Ngọ cũng cần tiết chế cảm xúc, giữ thái độ điềm tĩnh và tỉnh táo, tránh kích động mà hành sự sai lầm, mất đi lý trí, khiến sự nghiệp càng lao đao, khó phát triển. Sang tháng 11 âm lịch, tuổi Bính Ngọ đã không có tài tinh hỗ trợ, mà còn bị đại hao hung tinh chính chiếu, vì thế mà tài vận kém sắc, dễ bị phá tài, thất thoát tiền của. Theo các cao nhân tu luyện phương Đông, tháng này cả chính tài và thứ tài đều không lý tưởng, các nguồn thu không tăng, trong khi đó phát sinh nhiều khoản chi bất ngờ, như chi phí đi lại, ma chay, cưới hỏi, tiệc tùng. Nếu không có kế hoạch chi tiêu ngay từ đầu tháng, e rằng cuối tháng lại rơi vào cảnh vay chỗ nọ đập chỗ kia. Tình hình kinh doanh, buôn bán giảm sút, sức tiêu thụ yếu, với quy mô nhỏ, túc tắc bán hàng, hòa vốn là may. Tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 tháng 12 âm lịch. Tháng này, tử vi tuổi Bính Ngọ 2024 cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân. Đối với tuổi Bính Ngọ, ở tuổi trung niên, cần đề phòng các bệnh về tim mạch, huyết áp. Mặc dù vậy, bạn lại gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, tài chính. Xem tử vi sự nghiệp tháng 12 của tuổi Bính Ngọ, đây là thời điểm mà con giáp này có nhiều bứt phá trong công việc của mình. Tỷ thiên chiếu mệnh, con giáp này càng chủ động tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình, thì càng được cấp trên đánh giá cao. Bản mệnh đủ tự tin vào năng lực của mình, thành công nối tiếp nhau chính là minh chứng rõ rệt nhất cho chuyện này. Hai cát tinh tử vi và giải thần cùng xuất hiện trong tháng cuối năm 2024 này báo hiệu những may mắn sẽ đến với bản mệnh. Những chú ngựa sẽ được cấp trên ưu ái trọng dụng mà trao cho thêm trọng trách. Trong thời điểm cuối năm, sẽ có nhiều việc phải đẩy nhanh để kịp tiến độ. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không mắc sai lầm. Muốn làm nhanh thì cách tốt nhất là làm bình tĩnh, công sức đi sửa sai còn lâu gấp nhiều lần đó. Đường tài lộc của con giáp này đang cực kỳ khởi sắc, điềm báo cho thấy tài lộc phát mạnh về thứ tài, chủ về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ. Sự may mắn sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu khá lớn, bản mệnh được chỉ lối, dẫn đường cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi, cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó. Con giáp này hơn người ở chỗ nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi, giàu có ú ụ, ai cũng ghen tị. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, một vài mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sớm được khắc phục, một vài cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái, sức khỏe tốt, duy trì thói quen ăn uống khoa học và luyện tập thể thao, sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc bị cướp giật tiền của, tài sản. Lời nhắc cải biên vận mệnh tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2024. Đời người Bính Ngọ có 4 thứ càng tránh được thì vận khí càng tốt. Cổ ngữ có câu, quả ngôn dưỡng khí, quả sự dưỡng thần, quả tu dưỡng tinh, quả dục dưỡng tính. Quả ở đây mang ý nghĩa là ít, thể hiện sự tiết chế của con người trong 4 điều. Làm tốt được 4 điều này vận khí càng tốt, nhân sinh càng bớt phiền nhiễu. 1. Quả ngôn dưỡng khí. Một triết gia phương Tây từng nói, kiểm soát được cái miệng của mình là mỹ đức bậc nhất mà nhân loại cần phải học được. Còn người phương Đông thì cho rằng, một người dù mệnh tốt mà cái miệng không tốt, thì phúc đức và phú quý đều bị hao tổn hết bởi khẩu nghiệp. Có câu rằng, khẩu nãi tâm môn, miệng là cánh cửa của tâm hồn. Người có tu dưỡng trong tâm thường biết nghĩ đến người khác,
nên sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói của bản thân. Đây cũng chính là cách người xưa bảo vệ phúc khí. Lão Tử từng nói, chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi, người biết thì không nói, người nói thì không biết, người thông minh sẽ nói những gì nên nói. Lời nói của họ tuy ít nhưng ý nghĩa, họ biết rõ lời mình nói là đại biểu cho sự tu dưỡng và trí tuệ, cho nên mỗi câu đều cân nhắc, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo. Quả ngôn chính là phong thái chung của người Bính Ngọ thông minh và trí tuệ. 2. Quả sự dưỡng thần. Quản Tử nói, quả sự thành công, vị chi chi dụng, ý rằng làm ít việc mà thành công thì gọi là biết dùng tài của mình. Người bình thường tập trung tinh thần để làm tốt một việc đã khó, bởi vậy làm việc cần làm đúng lúc đúng nơi, tránh hao công tốn sức mà không đạt kết quả gì. Từ xưa đến nay, vô luận là bậc hiền nhân hay là nông phu, khi làm việc đều cần phải dụng tâm chuyên nhất mới mong có được thành công. Người ôm chí lớn lại càng phải dụng tâm chuyên nhất, một lòng một dạ, kiên trì với mục tiêu của mình. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng là như thế, bất kể làm một công việc gì dù lớn hay nhỏ, thì đều cần dụng tâm chuyên nhất, tập trung, chăm chỉ, kiên nhẫn làm thì mới mong có được thành công. Rất nhiều người chuyện gì cũng làm, nhưng mọi chuyện đều làm không tốt vì thiếu cái tâm chuyên nhất, cuối cùng chỉ là khiến cho thể xác tinh thần của bản thân mình mệt mỏi. Người thực sự có trí tuệ, biết nặng, biết nhẹ, sẽ chuyên tâm vào sự tình phải làm, kết quả là có thể làm tốt sự tình ấy, tự nhiên vận khí cũng theo đó mà tới. 3. Quả tư dưỡng tinh. Trong Liệt Tử, Thiên Thụy có ghi chép điển cố Kỳ Nhân Ưu Thiên, tương truyền rằng ở nước Kỳ có một người suốt ngày lo sợ trời sẽ sụp, đất sẽ lở. Như thế anh ta sẽ không có chỗ để sinh tồn, nên lúc nào cũng bất an, u sầu, bỏ cả ăn ngủ. Về sau, có người hiểu chuyện đến giải thích với anh ta. Anh ta hiểu ra mới hết lo âu. Sau này câu Kỳ Nhân Ưu Thiên đã trở thành thành ngữ dùng để chỉ những ai lo lắng việc không đâu, buồn lo vô cớ, tự làm khổ cho bản thân. Có lẽ không ít người nhìn vào trường hợp này đều sẽ cảm thấy thật nực cười, nhưng hãy thử nghĩ lại một chút, có bao nhiêu người trong chúng ta là không giống như kiểu người nói trên. Nếu như bảo bản thân ngồi một chỗ nhắm mắt, tĩnh tĩnh không động chút suy nghĩ, hỏi mấy ai làm được, chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện công việc, chuyện đang ấp ủ, tất cả đều sẽ nổi lên. Thế giới hiện đại phồn hoa quá mức lại càng có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cám dỗ có thể hút đi tinh lực của con người, làm tốt việc trước mắt, sống trong hiện tại, vứt bỏ những suy nghĩ không đâu, thì phiền não tự nhiên tiêu tan, nghĩ quá nhiều sẽ rước thêm phiền não, chính là làm bản thân thêm mệt mỏi, ưu phiền. 4. Quả dục dưỡng tính. Quả dục không phải là sống cuộc sống thiếu thốn về vật chất, mà là giữ cho tâm không tham, giữ cho lòng thanh tịnh, bậc thánh giả, hiền nhân, các vị hoàng đế đức độ trong lịch sử, dù có tài sản và quyền uy, nhưng vẫn có thể sống thanh tâm quả dục. Giữ tâm thanh sạch, ít dục vọng là cách tu dưỡng tâm tính, bởi vì người quả dục sẽ không bị vật chất chế ngự hay lôi cuốn mà đánh mất chân tâm của mình. Từ lịch sử nhân loại mà xét, trong xã hội phương Đông và phương Tây, dù ở giai tầng nào thì người quả dục cũng đều là những người đáng quý nhất, được nhiều người kính trọng và tín nhiệm nhất. Ngược lại, người ham muốn danh lợi mạnh mẽ, luôn tranh đấu, sẽ sống mệt mỏi lại còn gây họa loạn trong xã hội. Xưa nay, người nghèo nhờ quả dục mà an khang, người phú quý nhờ quả dục mà bình an, hưởng thọ lâu dài. Một người chỉ có giữ tâm trong sạch, giảm bớt ham muốn trong từng suy nghĩ, ngôn hạnh mới có thể đạt được thân tâm khỏe mạnh. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.